Việt An xin mến chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh. Thì ngày nay bánh trung thu có rất là nhiều màu sắc và mẫu mã đa dạng, nó không còn gói gọn ở màu nâu truyền thống nữa. Thì hôm nay Việt An xin chia sẻ cùng mọi người cách làm những chiếc bánh trung thu màu trắng rất là nhỏ nhắn và xinh xắn này nha. Nhân đậu trắng cùng với trái cây khô có vị chua chua ngọt ngọt cũng rất là hấp dẫn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Đầu tiên mình sẽ đi làm nước đường cho bánh. Mình sẽ cho vào trong nồi khoảng 80g nước và khoảng 1/4 trái chanh, khoảng 6g ha các bạn. Rồi mình cho 150g đường cát trắng. Rồi sau đó mình cho lên bếp và nấu với lửa nhỏ. Mình sẽ khuấy nhẹ nhàng cho phần đường này nó tan hết. Mình sẽ nấu lửa nhỏ như thế này cho đến khi dung dịch của mình đạt được nhiệt độ khoảng chừng 114 độ C để cho đường của mình nó không kết tinh lại khi mà các bạn để bánh lâu. Nếu các bạn không có nhiệt kế nấu ăn, bạn chỉ cần nấu khoảng chừng 25 phút khi các bạn thấy đường nó hơi ngã sang màu vàng là được rồi đó các bạn. Và mình sẽ cho ra tô. Rồi bây giờ mình để cho đường nó thật nguội khoảng chừng 3-4 tiếng đồng hồ là mình có thể dùng được rồi. Thì phần nhân bánh hôm nay mình sẽ làm phần nhân đậu trắng. Các bạn có thể sử dụng các loại đậu, miễn sao nó có màu trắng là được ha. Đậu tươi cũng được hoặc là đậu khô cũng được. Mình có ở đây 300g đậu tươi. Mình sẽ sử dụng đậu nó hơi già một chút thì phần nhân của nó sẽ bùi hơn ha các bạn. Giờ mình sẽ cho lên bếp mình luộc sơ khoảng chừng 10 phút để cho đậu của mình bóc vỏ được dễ hơn. Rồi sau đó các bạn rửa cho đến khi đậu của mình trắng như thế này và mình mang lên bếp nấu ha. Mình nấu khoảng tầm 15 phút thì đậu đã mềm. Và bây giờ mình sẽ đem xay đậu ha các bạn. Và mình bắt đầu xên. Mình sẽ nấu một chút cho phần đậu này nó bốc hơi. Sau khoảng 10 phút, bây giờ mình sẽ cho vào đây 150g đường và cùng với đó là 80g dầu ăn. Khi mà phần đậu của mình đã sôi thì bây giờ mình sẽ cho vào đây 25g bột nếp. Rồi mình sẽ đảo lên bếp cho đến khi phần đậu của mình nó mềm và dẻo như thế này thì mình sẽ tắt bếp và mình đảo thêm một chút nữa cho phần hơi nước nó bay bớt ha các bạn. Tiếp theo đó mình sẽ chuẩn bị thêm một ít trái cây khô. Các bạn có thể sử dụng các loại trái cây nào có vị chua, càng chua thì nó sẽ càng ngon ha các bạn. Hôm nay mình sẽ dùng một loại gọi là Nam Việt Quất. Cùng với đó mình sẽ dùng ở đây khoảng chừng 10g nho khô. Phần đậu ban nãy của mình khi nguội xuống thì màu của nó sẽ trở nên đậm hơn và nó sẽ khô hơn nữa ha các bạn. Vậy là phần nhân của mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi làm bánh thôi. Mình sẽ cân ở đây 80g nước đường. Bây giờ nó đã nguội và nó đặc lại rồi nè các bạn. Sau đó mình cho tiếp vào đây 1g muối và 35g dầu ăn. Với phần đường đặc như thế này thì mình sẽ cho vào đây khoảng 7g nước. Các bạn làm nước cho tàu thì các bạn có thể cân vào đây khoảng chừng 7 đến 10g nước cho tàu. Các bạn làm matcha thì các bạn có thể cho vào đây khoảng 7g nước matcha ha. Rồi sau đó mình cho vào đây 165g bột. Mình sẽ sử dụng một nửa bột mì đa dụng và một nửa là bột mì số 8 ha. Nếu các bạn thích vỏ của mình chắc hơn thì các bạn có thể sử dụng hoàn toàn bằng bột mì đa dụng luôn. Nếu các bạn thích vỏ mềm thì mình sẽ dùng hoàn toàn bằng bột mì số 8 ha.
Sau khi mà bột của mình nó đã đều, mình sẽ để qua một bên trong khoảng chừng 30 phút để cho phần bột của mình nó nở ra. Trong thời gian đó thì mình có thể đi vo nhân. Thì hôm nay mình sẽ chủ yếu là làm bánh 50g và cùng với một vài cái 100g vì mình có chuẩn bị thêm trứng vịt muối nữa. Khi mình đã vo nhân xong thì bây giờ mình cũng bắt đầu đi chia phần vỏ luôn ha các bạn. Tỷ lệ hôm nay mình sử dụng đó là 65g nhân và 35g vỏ. Các bạn có thể sử dụng 60, 40 hoặc là 70, 30 tùy thích ha. Phần bột của mình nó sẽ mềm và dẻo, nó rất là dễ để các bạn cho nhân vào bên trong ha. Các bạn có thể cán bột ra như thế này hoặc là mình vo như bình thường hả các bạn. Nước đường nó có tác dụng kết dính cho phần vỏ, làm cho phần vỏ của mình nó rất là mềm và rất là dễ nắn bánh luôn. Và rất là đơn giản ha các bạn. Sau khi các bạn đã vo nhân và vỏ xong thì bây giờ mình sẽ đi làm nóng lò. Mình sẽ làm nóng ở 200 độ C trước ha các bạn. Mình sẽ rải một lớp bột khô lên cả khuôn và cả bột. Phần đóng bánh này nó còn tùy vào họa tiết của khuôn nữa ha các bạn. Nhưng mà cơ bản thì nó rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần thử khoảng chừng 1 đến 2 chiếc là các bạn đã có kinh nghiệm rồi. Bây giờ mình sẽ xịt lên mặt bánh một ít nước để khi cho vào lò nóng thì mặt bánh của mình nó sẽ được sắc nét ha các bạn. Mình sẽ nướng bánh ở 180 độ C trong vòng 12 phút. Sau khi nướng xong thì các bạn sẽ lấy ra. Phần vỏ phía ngoài của mình bây giờ nó đã chín rồi đó các bạn. Mình đã chuẩn bị thêm một muỗng cà phê lòng trắng trứng, một muỗng cà phê sữa và một nửa muỗng cà phê dầu. Rồi bây giờ mình quét lên phía trên mặt ha. Nó sẽ giúp cho phần mặt bánh của mình nó bóng và nó trông có vẻ dày hơn. Còn nếu các bạn không thích quét thì mình để nguyên như vậy khoảng chừng 15 phút. Rồi sau đó mình cho vào lò và mình nướng lại cũng được ha các bạn. Trong lần nướng này thì mình chỉ nướng ở 150 độ C và mình chỉ sử dụng lửa dưới thôi để cho bánh của mình phía trên nó không bị ảnh hưởng màu ha các bạn. Nếu lò của các bạn không có lửa dưới không thì mình có thể che giấy bạc ở phần phía trên ha. Bánh của mình mới nướng xong thì nó sẽ tương đối khô và vỏ nó sẽ cứng ha các bạn. Mình sẽ để ở đây khoảng chừng 1 ngày hoặc là 2 ngày thì mình sẽ dùng bánh được ngon nhất ha. Đây là bánh của mình vào ngày hôm sau. Phần nhân ở bên trong rất là khô ráo nhưng vẫn đảm bảo được độ mềm. Sự khô ráo của nhân cũng giống như là phần đường các bạn sử dụng, nó sẽ có tác dụng bảo quản cho bánh. Với bánh này các bạn có thể để khoảng chừng 10 ngày, không sao hết. Phần đậu trắng này nó sẽ có một mùi rất là nhẹ, nó không có quá nặng như là mùi đậu xanh hoặc là đậu đỏ. Các bạn có thể sử dụng nó như là một chất nền cho bột matcha hoặc là trái cây khô. Nó sẽ giúp cho các bạn đảm bảo được vị mà các bạn lựa chọn ha. Việt An hy vọng là với công thức làm bánh trung thu trắng này, mọi người sẽ có thêm cho mình một sự lựa chọn trong mùa trung thu năm nay. Việt An mến chúc mọi người có một mùa trung thu an lành cùng với gia đình nha. Việt An xin mến chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo ha. Bye bye!